hai lô liền kề luôn. Ở khu dân cư này là Phú Hồng Lộc, Phú Hồng Phát quý anh chị nha, của chủ đầu tư Phú Hồng Thịnh tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Gần với ngã tư Đất Thắng, chỗ này ra ngã tư Đất Thắng 500m anh chị. Dự án này là nằm trên mặt tiền đường 22 tháng 12 quý anh chị. Cái dãy nhà này quý anh chị này là shop house của dự án này. Đó, nguyên cái dãy shop house của dự án đó quý anh chị thấy không? Là nằm trên mặt tiền đường 22 tháng 12 á. Lô đất hôm nay gửi tới anh chị mình đây hai lô. Gần chợ Thuận Giao, gần chợ đêm Hòa Lân anh chị nhá, kế bên luôn. Nằm giữa hai cái chợ, chợ đêm Hòa Lân và chợ đêm Hòa Lân và chợ Thuận Giao. Dự án này nằm giữa hai cái chợ đó đó. Vị trí thực sự thì rất là đẹp đấy anh chị. Khu vực này sầm uất kinh khủng luôn. Trường học rồi chợ đầy đủ, không thiếu gì hết. Khu này rất là sầm uất. Đây hai lô đất em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản hôm nay chia sẻ cho anh chị mình tham khảo đấy. Hai lô liền kề. Anh chị nào mua được cả hai lô này thì sẽ có mức giá tốt hơn một xíu. Còn mua một lô vẫn bán anh chị nhé. Hai lô hai sổ riêng biệt, không liên quan gì nhau. Đấy. Trong khu này là quy hoạch đồng bộ, điện âm nước máy, sổ sách giấy tờ có hết rồi. Đường này rải nhựa 6m, tính cả vỉa hè 3m nữa là 12m anh chị nhá. Tủ điện mình này, cột đèn này, đầy đủ hết anh chị nhá. Điện nước đầy đủ, xây nhà hoàn công thoải mái. Trong khu này bây giờ xây dựng rất là nhiều rồi. Khu này gần chợ đêm Hòa Lân quý anh chị nhá, gần chợ Thuận Giao, nằm giữa hai cái chợ luôn á, nằm trên mặt tiền đường 22 tháng 12. Hai lô đất này em chia sẻ anh chị mình giá rẻ thực sự anh chị nhá. Tại vì sao? Thứ nhất là nó nằm ở phía ngoài gần với đường 22 tháng 12 và nó nằm sau cái dãy shop house này. Cái dãy shop house quý anh chị, đây, dãy này là dãy shop house nằm ở mặt tiền đường 22 tháng 12 này. Đó, đó là mặt tiền đẹp nhất của dự án. Rồi đất của mình thì ở đây mặt sau. Còn phía trong này này quý anh chị, đi vào trong này còn sâu nữa quý anh chị nhá. Đó, đi vào trong đây còn sâu nữa nha. Đó, trong đó còn nhiều lắm, còn đi vào trong đó nữa. Phía trong kia nếu mà tính là vậy quý anh chị nhá. Phía ngoài này giá sẽ cao hơn, còn càng đi vào trong thì giá càng rẻ đấy. Nhưng hiện tại bây giờ hai lô đất này đang cần bán lắm rồi nên hiện tại đang bán rẻ nhất trong dự án này luôn anh chị ạ. Đấy, mức giá em báo luôn cho anh chị mình biết ạ. Mỗi lô đều 64m và thổ cư hết anh chị nha, ngang 4,2. Lợi thế của nó là ngang 4,2 quý anh chị nha, và dài gần 16m. Đấy, tổng là 64m và thổ cư hết 100% luôn anh chị ạ. Thổ cư 100%. Và tất cả hai lô này đều là hướng nam, hướng chính nam luôn. Đấy. Giá bán lẻ mỗi lô 2 tỷ 150 triệu thương lượng anh chị nha. Đấy, lô này và lô này, hai lô bằng giá nhau. Hai lô này rất là đẹp anh chị nha. Đấy, tính ra là không vướng gì quý anh chị nha. Cái gốc cây này là giữa hai lô này. Tính từ gốc cây này qua cái cột biển báo này là một lô ở đây. Tính từ gốc cây này qua bên này là một lô ở đây, hai lô. Nếu mà quý anh chị mình lấy cả hai lô này là ngang được 8m4, 8m5 đó quý anh chị ha. Nếu mà lấy được cả hai lô, ở một lô để xe ha, trồng rau gì đó. Cũng có nhiều anh chị đặt vấn đề cho em Hải là sẽ mua hai lô liền kề đấy. Thì nếu mà anh chị nào mà đang có nhu cầu mà tìm mua đất là hai lô liền kề trong khu dự án thì hãy liên hệ cho em Hải nha. Tại vì trong đây đa số người ta bán lẻ một lô không à, hai lô ít lắm. Đấy. Nhưng mà hai lô này rẻ thực sự anh chị nha. Rẻ thực sự, diện tích là 64m mà ngang là 4m2, ở trong này đa số ngang 4m hết, nhưng mà lô này, hai lô này ngang 4m2 lận. Và diện tích cũng lớn hơn luôn, diện tích tới 64m. Còn những lô khác ở trong đây 60m với anh chị, 60m đã bán 2 tỷ 3 hết rồi. Đấy. Nên là anh chị nào mà đang có nhu cầu quan tâm thì alo em Hải nha. Đất mình gần khu công nghiệp V-Ship 1, gần quốc lộ 13, gần ngã tư Đất Thánh 500m. Nằm trên mặt tiền đường 22 tháng 12, ngay ngoài luôn rồi. Cách 50m thôi. Ngay bên chợ Thuận Giao và chợ đêm Hòa Lân đó, nằm giữa hai cái chợ đó luôn. Đây một số hình ảnh trong khu dân cư để anh chị tham khảo đó, rất là đẹp anh chị nha. Trong đây thì xây 1 trệt 2 lầu hết anh chị nha. Đấy. Rồi em xin cảm ơn ạ.